Chào tất cả các bạn quay lại đến kênh của Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình làm cái clip thay cái máy S20 Ultra nha các bạn. Đây một link thay chính cam này luôn nha các bạn. Với lại cái cam trước, cam trước nó bị sọc rồi nha các bạn. Này chắc mình nghĩ là do gớt cắn chỗ này á, bị bể cam nha các bạn, bể mất cam nó tình trạng sọc vậy nè. Còn đây cái một lưng máy của mình nha các bạn, lưng zin nha các bạn, kính cam nè, gửi hai cây không không, với lại cái cam sau luôn nha các bạn. Ô cam trước chứ mình nhầm, cam trước thì bên mình là cam trước tháo máy nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình tháo cái mặt lưng này ra nha các bạn. Con này cái cam sau này mình test qua thì mình thấy chụp hình ngon, ok nè, cây đen sửa cũng còn nét, nó hư luôn rồi sửa. Rồi mình sẽ tháo mặt lưng này ra nha các bạn. Cái màn mình đã tháo được một lần ra nha các bạn. Đây cái màn này mình thấy bị vô nước nữa nha các bạn. Tức do là cái bể như này khách xài bắt đầu nước nó vô. Tại vô nước ra tàn xanh xanh chứ. Đây còn nước trong đây nữa. Giờ mình tháo cái chặt, mình tháo men ra, mình để mình tháo cam nha các bạn. Cái cam chỗ này có dán keo cao su đen nha các bạn. Mình sẽ bảo là mình test lại cái cam để mình mới ráp nha các bạn. Chai cam lên rõ ok nha các bạn. À, mình sẽ chụp cái mặt cái men này lại luôn.
À, khi mình cạo rồi thì mình sẽ ướp cái trứng cam vô thử trước rồi mình mới nhén nha các bạn. Nó trứng cam nó bị kê nó chưa vô rồi nha các bạn. Mình tiếp tục mình cạo. Ăn cái này nó cuốn mép vô trong. À, giờ vô đó các bạn, giờ tiến hành mình vô keo mình dán lại nha. Cái kính cam mình vô bây giờ mình nạp cái mặt lên vô là hoàn thành nha các bạn. Mình sẽ mở máy lên mình test rồi các bạn xem lần cuối nha. Các bạn lên game sau khi lần hai xong rất đẹp nha các bạn. Mình sẽ test cam trước thôi các bạn. Ok. Em test lại cam sao nó rõ không vậy? Nó vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn cái quá trình hai cái cam trước và cái mặt lưng, kể cả cái kính cam ít hơn kính cam của mình nha các bạn. Đó, cái mấy cái này mình thay trong vòng khoảng 45 phút là xong nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu các bạn liên hệ với mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn các bạn ở những clip khác.